chương 1 Nhất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mỗi sáng sớm tỉnh lại, hắn đô cảm thấy muốn chết. Tịnh không phải là bởi vì hắn xuyên việt. Càng không phải là bởi vì hắn kiếp trước nguyên nhân cái chết rất ngu. Này nói cho chúng ta biết ngàn vạn không muốn nằm ở trên giường ăn mochi. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì hắn năm nay 9 tuổi là xa gần nổi danh ấm sắc thuốc, tùy thời hội chết non, có thể sẽ đánh vỡ xuyên việc hậu ngắn nhất tuổi thọ ghi lại này đó cũng không tính sự nhượng hắn mỗi ngày đều muốn tử chính là mỗi ngày buổi sáng nam hài tử đô hội đáp lều vải nghiêm túc một chút nói này gọi là thần một hiện tại điểm này niên kỷ đương nhiên không có bất kỳ sắc tình ý vị chẳng qua là thuần túy sinh lý hiện tượng đã như củ nhượng hắn mất hết can đảm bởi vì kiếp trước hắn là một không hơn không kém nữ nhân, tử thời gian mới 30 tuổi chỉnh. Trước ngực thiếu hai luồng gánh nặng đương nhiên được. Sẽ cảm thấy cúp càng lớn càng tốt nhân căn bản là đứng nói chuyện bất đau thắt lưng, ai khiên ép cúp ai biết chua xót đâm thủng ngực che thống khổ không xuyên thống khổ hơn. Thế nhưng bất luận cái gì một thân tâm khỏe mạnh nữ nhân đều sẽ không hy vọng tỉnh phía dưới hơn hai lạng thịt. Nàng không có tự cung là bởi vì dù cho tự cung cũng không thành công không chỉ rất đau, hơn nữa dự hậu sợ rằng không được tốt, nghe nói thái giám thường thường có phương tiện, mau bệnh, trên người sẽ có vị. Đối có nhẹ sạch phích nàng kiên quyết không thể nhẫn. Hơn nữa đi, nàng tự giác là một rất kiên nghị quả quyết nhân, mầm tai họa tử thôi, nàng cũng không phải chưa từng thấy. Tiểu cháu trai theo trăng tròn đến 10 tuổi, nàng cũng không thiếu chiếu cố đâu, đổi tả tắm cái gì, thấy đô xấu hổ không đứng dậy, chỉ cần coi như không phải là của mình, vẫn có thể đủ bình tĩnh giải quyết đứng đi nhà cầu tắm rửa đẳng đẳng vấn đề riêng. Chân chính làm cho nàng phát điên thì không cách nào điều khiển tự động mỗi ngày buổi sáng. Này bức nàng đối mặt một nàng hoàn toàn không muốn đối mặt vấn đề. Lại quá mấy năm, nàng liền hội tiến vào một bình thường thiếu niên thời kỳ trưởng thành. Nghe nói nàng chỗ đại yên triều 15-16 tuổi liền muốn nói việc hôn nhân, chậm nhất là 20 trước phải thành thân. Cùng một nữ nhân lên giường nàng muốn lập tức đi tử vừa chết. Giới tính thay đổi thái kinh sợ, kinh sợ được việc khác đô có vẻ rất không có gì, bao gồm xuyên việc như vậy bất khoa học vấn đề. Nằm túc một tháng, nàng mới miễn cưỡng tiếp thu xong việc thực. Bởi vì tự sát cũng là được hoa khí lực, mà này ấm sắc thuốc tiểu phá hài, liên xuống giường đô hội choáng váng đầu, thắt cổ ít nhất cũng muốn có thắt khí lực. Được rồi. Kỳ thực tử còn là mãn dễ, thử sống đến đâu tính đâu đi hơn nữa nàng cũng có rất nhiều không hiểu sự tình. Nghe nói này ấm sắc thuốc ít nhất cũng là cái giả bảo ngọc địa vị. Nhưng nằm túc một tháng, ai cũng không có tới nhìn A. À. Càng làm cho nàng khó hiểu chính là, tiền thân kỳ thực còn có ký ức, chỉ là thật là ít ỏi. Sống đến 9 tuổi hình như chỉ có một chút mảnh da các quan sáng chói, cái khác đều là một mảnh u ám. Tối đa chính là sinh bệnh, uống thuốc, thường thấy nhất chính là mẫu thân nước mắt hòa lại nhảy oán giận hòa quở trách. Sáng chói điểm thì lại là vì không nhiều đến viện đi một chút. Không nói là nhị phòng duy nhất đứa nhỏ. Hiện nay duy nhất đứa nhỏ. Nàng tiền thân cấp trên còn có cái thông minh lanh lợi đồng bào ca ca, đảng đã qua kế cấp tam phòng thiếm, đức quan công chúa Điện Hạ. Vị tiểu công tử này từ nhỏ đến lớn nhưng nghe hết mẹ nàng khóc lóc kể lễ hòa không cam lòng. Còn có, tiểu công tử bệnh thật có vậy nặng sao? Biệt lừa nàng, nàng đúng là vẫn còn có chút dục nhi kinh nghiệm. Nàng kia không chịu trách nhiệm đại ca hướng trong nhà tắt hai cháu trai một cháu gái, cơ hồ đều là trăng tròn liền tắt qua đây, nàng cũng cùng mẹ một đường đưa bọn họ mang đại. Khách quan đến nói, tiểu công tử là sinh non nhi. Sinh non nhi có chút đường hô hấp trên yếu đuối mau bệnh lại bình thường bất quá, có trẻ nhỏ thở dốc cũng không tính cái gì đại sự, hảo hảo tăng cường miễn dịch lực thông thường thời kỳ trưởng thành liền hội khỏi bệnh ở trẻ nhỏ kỳ khó tránh khỏi dễ nhiều bệnh chú ý dinh dưỡng cẩn thận chiếu cố làm một chút vừa phải vận động kỳ thực cũng không có gì đảng này không tỏ vẻ mỗi ngày uống sâm canh sang sang ăn tổ yến cháo dung túng tiểu hài tử che khuất từng phần chính là cẩn thận chiếu cố điểm này niên kỷ có thể nhân sâm nhung hưu tổ yến đương cơm ăn sao đứa nhỏ này lại còn có thể sống đến 9 tuổi. Nàng cuối cùng gặp được so với giới tính thay đổi còn kinh sợ sự tình. Ở nàng cự tuyệt này đó cùng cuộn thủy thủy, nghiêm khắc yêu cầu ba ngày cháo trắng ăn sáng sau khi. Nàng cuối cùng có khí lực xuống giường đứng vững. Kết quả không kịp kinh ngạc vui mừng, nàng kia tiện nghi lão nương muôn phần tiều tụy xông tới, đem nàng ôm cái mưa gió không ra thiếu chút nữa nghẹn chết. Bất không chịu thua kém gì đó tiện nghi nương lên án thật vất vả theo quỷ môn quan xông qua đến lại không uống thuốc ngươi đây là khoét trái tim của ta a à, cha ngươi bất muốn chúng ta ô ô ô cái gì tạng thối đô kéo vào phòng ta thế nào như thế mệnh khổ các ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy anh của ngươi không tiếp thu ta ta là hắn mẹ ruột a à, ngay cả ngươi cũng không nghe lời nói nói tiện nghi nương liền gào khóc như anh của ngươi còn đang cho dù chết 18 người ta cũng bất kể. Thế là thay đổi nội dung vật tiểu công tử, bạo, phát. Nàng mặc dù không có kết hôn, mặc dù trong miệng thường thường ghét bỏ, thế nhưng nàng như trước cẩn thận dịu dàng mang đại ba cháu trai cháu gái, thỏa thỏa có một khỏa ấm áp từ mẫu tâm. Dùng một đứa nhỏ ưu tú đến làm hại một cái khác, ở trong mắt nàng quả thực là tội ác tày trời. Tạo thành đứa nhỏ tâm linh bị thương, đồng thời còn đối thủ túc gây xích mít ly gián, Phá hư bọn nhỏ cảm tình, loại này cha mẹ chỉ so với ngược đại nhi đồng cái loại đó hơi chút khá hơn một chút điểm. Thế là không bao giờ nữa có thể nhẫn tiểu công tử đại nghịch bất đạo đối với mình nương giáo húng một trận, vì mẫu chi đạo, sở dĩ không có bị giải đến từ đường quỳ là bởi vì tiểu công tử thành công đem mình khí ngất đi. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Nhị bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tình thế phi thường hiểm trở, thần khởi đáp lều vải đô chưa tính là sự nhi. Nàng phát hiện mình điểm rơi rất tốt. Tiểu công tử ông nội trí sĩ tiền là phó tướng, hiện tại thu mấy đệ tử vì quốc bồi dưỡng nhân tài. Tiểu công tử bác cả đương nhiệm đại lý tự khanh, tiến tâm làm quan liêm chính, tiền đồ bừng sáng. Tiểu công tử cha nhị lão gia phong lưu thành tính, nhưng cũng là hàng lâm học sĩ tiểu công tử thúc thúc thượng chủ, đảm nhiệm thái phủ thiếu khanh, chuyên quản tôn thất tài kho. Đức quan công chúa trừ không sinh cái một nhi bán nữ ngoại, cơ hồ là cái hoàng mỹ thuộc nữ. Cho làm con thừa tự nhị phòng con trưởng Lâm Anh, này khuyết điểm cũng không có. Lâm Anh lúc này 12 tuổi, vừa mới thi đậu tú tài, thần đồng được phi thường thực tới danh về. Bác cả còn có nhi tử Lâm Mậu, là tiểu công tử nhị đường ca, năm nay 10 tuổi mặc dù không thân ca vậy thần đồng, đảng tập võ đọc sách đô rất chăm chỉ. Quan trọng là, hắn nhìn coi được. So với hắn kia thần đồng thân ca hoàn hảo nhìn. Bồ Bắc Lâm Gia ở thế gia phổ bài được thượng hào, chính là có mấy đời con một mấy đời, con nối giỏi đơn bạc điểm, đảng mỗi người là tinh anh, chẳng những là thư hương gia truyền, còn có thể rất ngạo nghễ nói được thượng là thế khanh thế lộc. Nhìn một cái bọn họ tổ tôn ba đời sẽ biết. Nói như thế đi, ở lâm gia thì cái tú tài là cơ bản nhất cử nhân đó là đương nhiên tiến sĩ còn không có gì rất giỏi trường ngươi ra tiếng tam giáp trạng nguyên bản nhãn thám hoa còn có thể được một câu không tệ truyền lưu nhiều nhất phải đến một câu tân tên là lâm hoa tiểu công tử hình như liên lời không nhận toàn đây là vì sao chẳng lẽ hắn là thứ sinh tử sao bất ngài hiểu lầm lâm gia sớm tiền mấy đời hội con một mấy đời chính là có một nhân sợ gia quy, 40 không có con lại vừa lấy thiếp. Nuôi cơ tỳ, đi, không thể sinh con, sinh cũng không thượng gia phả, lại càng không muốn đề phân sản. Cho nên Lâm Hoa đích thực là đích tử. Chỉ là ở một nhà hung tàn học bá trung, hắn là phi thường đáng thương học tra. Không đúng, mù chữ. Điều này làm cho nhân làm sao mà chịu nổi. Mà Lâm Hoa sẽ ở văn phong đang thịnh Lâm Gia Lý trở thành mù chữ thật ra là có rất sâu xa mà bi thương duyên cớ tiểu công tử cha hắn hòa thúc thúc là thai song sinh cưới vợ thượng chủ chỉ kém hai tháng cha hắn cũng có hai đứa bé đức quan công chúa còn là không có động tĩnh gì chỉ có thể nói hậu cung vô cùng thê thảm ngươi không nên hỏi cuối cùng lâm lão thái gia đánh nhịp cho làm con thừa tự một cháu trai cấp công chúa lão đại gia chỉ có một lượt quá lão nhị gia đảo có hai Mặc dù nói, có rất ít nhân cho làm con thừa tự con trưởng, thế nhưng cấp công chúa cũng không thể thể yếu nha. Muốn cấp liền cấp tốt nhất. Thế là, ở Lâm Hoa 5 tuổi, 8 tuổi Lâm Anh cho làm con thừa tự cấp thúc thúc, thành đức quan công chúa đứa nhỏ. Mọi người cũng không ý kiến, đảng là của Lâm Hoa nương giảng thị, phi thường có ý kiến. Này vốn là thích đáng chi nghĩa, ai muốn ý đem mình thông minh lanh lợi đứa nhỏ cho làm con thừa tự cho người khác thế nhưng giảng thị không dám cùng công công náo, không dám cùng phu quân náo, lại cùng con của mình náo khởi tới. Này tạo thành nguyên bản ở lâm gia ở công chúa, dắt phò mã mang theo vừa mới cho làm con thừa tự mấy tháng lâm anh, thường ở tại công chúa phủ. Thực sự không đành lòng như thế lớn một chút đứa nhỏ thụ mẹ để hòa dưỡng mẫu cái cặp bản khí. Lâm Anh là thoát ly bể khổ, Lâm Hoa lại từ đó nước sôi lửa bỏng. Năm tuổi trước, hắn còn là một có chút yếu ớt, mỗi phùng quá quý liền muốn xuyển cụ đoạn thời gian, sinh chút ít bệnh tiểu hài tử. Năm tuổi sau khi, hắn hoàn toàn là bị giảng thị nâng niu trong lòng bàn tay dưỡng, đọc sách thái khổ không nở cho nên không có vỡ lòng, cái gì đô không thích ăn không sao cả, ăn tổ yến dưỡng là được. Dưỡng dưỡng, liền dưỡng tử. Nàng thật tình không phải tư vị. Thậm chí nàng hoài nghi, tiểu công tử là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ mới mất xương sườn rõ ràng có thể đếm được nhìn lô que từ cổ tay nàng đều sợ hãi nói chung nàng không tin ba bữa chỉ ăn tổ yến cháo có thể nuôi lớn đứa nhỏ tiểu công tử không nên là như vậy cả đời không nên là như thế còn nhỏ tuổi bị mẹ của mình làm lỡ chết non hắn hẳn là lớn lên trở thành một vị nhẹ nhàng giai công tử làm cho người ta tán thượng một tiếng không hổ là lâm gia con cháu đến nỗi giới tính thay đổi cái gì tạm thời mặc kệ đi. Nếu không, tiểu công tử thực sự thái đáng thương. Bị mẫu thân mình yêu dết, nàng còn tự sát. Khi thật không có có người hảo hảo nhớ kỹ hắn. Ông Phi thường phức tạp tâm tình, nàng còn là mỗi ngày buổi sáng đều muốn tử, đúng là vẫn còn tích cực sống sót. Chuyện thứ nhất chính là, đổi một đại phu. Có thể đem không có gì bệnh nặng tiểu công tử một đường y đến đi đời nhà ma thực sự quá lợi hại, nàng chịu không nổi ở phát một hồi tính tình biểu diễn tức giận miết bảo quyết hậu tâm như hến nha đầu cuối cùng thỉnh thường ban hạ nhân xem bệnh đại phu qua đây chợ đêm nhân sinh cầu kia đoạn lại có dùng thực sự là không nghĩ đến vị này đại phu y thuật hoàn hảo tốt nhất là hắn không quá treo thư túi nói phải là tiếng người mà không phải ngoại tin ngữ mà lâm tiểu công tử bệnh cũng không phải thái thần kỳ cùng nàng suy nghĩ rất tiếp cận đại phu đề nghị nàng nhiều thực ngũ cốc hoa màu dưỡng dạ dày dưỡng thân. Đến nỗi nhân sâm nhung hưu tổ yến đẳng. Này phong phú quý trọng dược liệu đem đại phu kinh ngạc. Nàng vui vẻ tiếp thu đại phu đề nghị, chính mình nghĩ một tờ thực đơn cấp đại trù phòng. Bất luận cái gì một đêm giảm béo coi như suốt đời sự nghiệp phấn đấu thế kỷ 21 nữ nhân, cũng có thể nhẹ nhõm nghĩ ra như thế một phần dinh dưỡng cân đối thực đơn. Sau đó, muốn một khuôn quyết. Nàng thừa nhận, đập cái chén so sánh thoải mái, biểu đạt tức giận hiệu quả cũng tương đối khá. Thế nhưng nghe nói Lâm tiểu công tử trong phòng mỗi một dạng đều là tinh phẩm, đập cái chén trà chính là tam lượng bạc bay. Cùng sánh khởi đến, quyết so sánh tiện nghi, mặc dù Lâm tiểu công tử phải muốn hai tay mới niết được bạo, hiệu quả có chút lúng túng, đã muốn dọa người cũng đủ rồi. Hơn nữa phát hỏa thời gian dùng quyết đập nhân cũng sẽ không đập thương. Điều kiện tốt nhất nổi giận thần khí Bởi vì tiểu công tử thân ca vừa mới thi đậu tú tài Tiện nghi nương giảng thị đang tìm mọi cách chế tạo vô tình gặp được Những lâm anh thiên hướng mẹ ruột mà không phải công chúa Lâm hoa tranh thủ đến một chút thời gian hòa không gian Dùng tính tình nóng nảy áp bách chúng sinh Ăn 7-8 ngày bình thường cơm Đã có thể đỡ tường đi thật dài một khoảng cách Thậm chí tài năng ở nâng hạ Hướng viện đi vài vòng Đã ngày vui ngắn chẳng tầy gan ở lễ pháp thường, Lâm Anh chỉ có thể coi giảng thị vì thiến. Mẹ đẻ áp bách nhượng hắn thống khổ không chịu nổi, hắn cảm thấy xin lỗi dưỡng mẫu đức quan công chúa ân từ lại xin lỗi mẹ đẻ thống khổ, đảng này tất cả cũng không có hắn xen vào dư địa. Kết quả Lâm Anh đem mình hành hạ bị bệnh, công chúa nổi giận, giảng thị bị cấm chỉ xuất phủ. Thế là, Lâm tiểu công tử thảm. Nàng cảm thấy hiểu lầm trước ban tiểu công tử xem bệnh đại phu. Mà tiểu công tử mẫu thân cùng thế kỷ 21 tự cho là so với bác sĩ thông minh gia trưởng không khác nhau. Bị cường quán kỹ bác sâm canh hòa tổ yến cháo, đồng thời bởi vì nàng khụ hai tiếng bị cấm chỉ xuống giường hậu, nàng thật sâu cảm giác được cái gọi là tình thương của mẹ tỏa ra nồng đậm vô tri ác ý. Làm một đứa nhỏ, cơ hồ không có phản kháng dư địa. Nàng quyết đoán làm một trọng đại quyết định. Ở một đầu thu buổi trưa hậu, mọi người cơ hồ đô ở ngủ trưa, nàng vụng trộn dẫm ghế tựa bàn, nhảy cửa sổ chạy. Sinh mệnh tự sẽ tìm kiếm lối ra. Điều kiện tiên quyết là, được chính mình đi tìm mới được. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 Tam Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đáng tiếc nàng đã quên, tất cả lối ra bình thường là vượt mọi chông gai mở ra tới. Đầu tiên, Tiểu công tử ở nửa tháng trước còn là xuống giường đô hội đánh hoảng ma ốm, niên kỷ phi thường đáng buồn chỉ có 9 tuổi. Vả lại, mặc dù trên tay nàng có áp bách chúng sinh lúc nghe được tinh tế lâm gia địa đồ, thế nhưng chân chính tỷ lệ, nàng là không rõ ràng lắm. Nàng cũng không có lạc đường. Thế nhưng quá lớn lâm gia lại làm cho ốm yếu nàng đi tới lực kiệt, còn chưa đi ra nhị phòng đến viên phạm vi. Lại càng không hảo chính là, rất xa đã nghe thấy tiểu công tử ngươi ở đâu? Kêu. Tuyệt đối không thể bị nắm trở lại. Không đến hai tháng, nàng liền cảm nhận được lâm tiểu công tử vì sao là cái âm trầm nóng nảy đứa nhỏ. Không điên chính là tinh thần mặt dị thường kiên cường, đổi lại là nàng đã sớm khởi tiếu. Trước đây nàng nghe nói qua thanh mạc có mẫu thân vì hữu hiệu khống chế nhi tử, thả nhi tử trừ nha phiến, vẫn cho là không có khả năng. Xuyên việc chuyện này không có quá mức trùng kích đến nàng, thế nhưng tiểu công tử mẹ nàng mãnh liệt trùng kích đến nàng. Liên giới tính thay đổi cũng không như thế hàng. Nhìn thấy thân sinh nhi chuyển tốt không phải nên cao hứng sao? Không phải kéo đại phu nói cho nàng đừng nữa tùy ý dùng dược sao? Trước cuộc là dựa vào cái gì lý do, dùng như vậy âm âm u u ánh mắt trừng, nhượng hạ nhân xông lên quán canh quán cháo đâu? Nàng có phải hay không nên vui mừng đại yên triều không có nha phiến các loại chất có hại đâu? Trốn, phải trốn. Nàng không thể để cho Lâm Tiểu công tử thực sự khốn chết ở nhị phòng. Hắn đã chết như vậy qua. Lâm Tiểu công tử phải đi tới ông nội Lâm lão thái gia trước mặt, nói cho hắn biết Lâm Hoa đã chín tuổi. Lâm gia đứa nhỏ 5 tuổi vỡ lòng, 7 tuổi liền có chính mình viện. Lâm Tiểu công tử cũng là Lâm gia con cháu, đồng dạng cũng muốn đọc sách, muốn sống một mình, cũng không có bệnh nguy kịch. Dù cho bệnh nguy kịch hắn cũng muốn đường đường chính chính tượng cái người lâm gia như nhau thà rằng chết ở trên bàn sách. Đây mới là lâm tiểu công tử duy nhất sức sống. Xuất hiện ở nhân tiền, mà không phải căn nhà nhỏ bé ở u thất, cuối cùng nắm giữ ở thân sinh mẫu thân trong tay chậm rãi chết đi. Ý nghĩ là rất tốt, đáng tiếc hại thân thể không được nhưng. Hiện tại nàng ngồi sổn giả sơn trong sơn động nín thở tĩnh khí, hơn nửa đành bó tay. Cách ra đến viên chỉ kém một cửa nách thế nhưng cái kia cửa nách đã bị giãn thị nhân trong giữ khởi đến nghỉ ngơi một hồi nàng hơi chút chậm quá khí đến liều mạng nuốt mới đem ho nuốt xuống không thể lại ở lại giả sơn sơn động quả thực là lục soát nhân tất đi chỗ nàng tuyển trạch ở chỗ này nghỉ xả hơi là bởi vì vừa có người lục soát quá nhưng rất nhanh sẽ có người lại qua đây lục soát một lần đi qua sơn động một đầu khác là biên tường nàng lo lắng muốn tìm tìm có hay không chuồng chó, đáng tiếc ông trời cũng không có thưởng này nhân vật chính cần thiết bàn tay vàng. Lúc này nàng không có tâm tình thưởng thức trên tường Mỹ Lệ chạm rỗng nguyệt xong chỉ có tràn đầy tuyệt vọng. Như bị đãi trở lại nàng nhất định sẽ bị trông coi chặt hơn. Tiếp được đến hội thế nào, nàng hoàn toàn không dám ngẫm nghĩ. Trang sức thành bảo bình chạm rỗng nguyệt xong có tiếng cười nói. Nàng quyết định đụng một cái. Cứu mạng nàng gầy yếu cánh tay có thể đi qua sông linh cứu mạng lâm mậu trừng đi qua sông linh về được cơ hồ chỉ còn lại có một lớp da bao xương tiểu cánh tay nếu không phải là thái dương còn sáng loáng treo ở trên trời hắn còn tưởng rằng gặp quỷ còn là một tiểu quỷ phân biệt cả buổi hắn nghẹn họng nhìn trân trối tam đệ đây không phải là hắn chú hai da ấm sắc thuốc sao lâm hoa cũng nỗ lực nhận một hồi không lớn xác định hỏi nhị ca đáng thương lâm tiểu công tử đại khái chỉ có qua năm ăn cái bữa cơm đoàn viên trừ giảng thị kỳ người nhà hắn thật đúng là không quen tiểu hài tử nhìn mau đều nhanh nhận bất xuất từ gia đường ca nhị ca ta muốn gặp ông nội lâm hoa nắm chặt lần này cơ hội khó được lại không thấy được ông nội liền không thấy được ta cuối cùng một mặt cuối lâm mậu không có hỏi nhiều ở phát hiện thằng nhóc không có cách nào tiến vào đến viên, hắn quyết đoán nhượng thằng nhóc leo tường, đem lâm hoa tiếp ra đến viên. Sau đó một khắc cũng không dừng, kéo lâm hoa chạy hướng ông nội ở nghiên mực tụy cát. Được cứu rồi, tiểu công tử, thật sự có cứu. Giờ khắc này, lâm hoa nước mắt tràn rụa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Tứ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đêm đó lâm lão thái gia mệnh lâm hoa chuyển ra đến viên tạm cư ở nghiêng mực tụy cát chờ lâm mậu sát vách viện thu thập xong lại chuyển quá khứ hơn nữa muốn vỡ lòng đọc sách giảng thị sụp đổ chạy đi nghiêng mực tụy cát khóc lớn đại náo cầu lão thái gia không muốn đem nàng con trai duy nhất rồi cướp đi trước đây đối giảng thị rất khoan dung lão thái gia thái độ khác thường hừ lạnh một tiếng để bà tử bịt mồm kéo ra ngoài hơn nữa làm cho nàng cấm túc hai tháng hảo hảo xét lại mình. Lần này thực sự chạm được lão thái gia nghịch lân. Hắn biết nhà mình lão nhị có chút hoang đường, chỉ là niên kỷ như thế đại còn đang chức vị nhi tử hắn cũng không tốt sâu quản. Con cháu bất phồn hắn cũng rất sầu não, đem lâm anh cho làm con thừa tự cấp lão tam là bất đắc dĩ, hắn cũng biết đương nương cốt nhục phân ly nhất thống khổ. Cho nên hắn đối lão nhị nàng dâu buông thả rất nhiều không phải làm ầm ĩ quá lợi hại nhắm một mắt mở một mắt liền quá khứ vợ già bỏ lại hắn đi hắn rất là thần thương mấy năm này liền không đặc biệt quản sự tình trong nhà hắn thực sự cho rằng lâm hoa bệnh được lợi hại cũng từng nghĩ muốn đi nhìn thế nhưng lâm hoa vẫn dưỡng ở nàng dâu trong viện hắn đương cha chồng không có lý do gì quá khứ hắn nhượng lão dâu cả quá đi xem kết quả luôn luôn bị ngăn ở ngoài cửa lão nhị nàng dâu trong lòng vẫn là không qua được đi. Lão thái gia ấy nấy nghĩ. Mà thôi, dựa vào nàng đi. Chung quy nàng là của lâm hoa nương, tổng không có khả năng đợi hắn không tốt. Kết quả nàng làm này là cái gì sự? Nói đại, đây là tàn hại hắn lâm gia con cháu. Lão thái gia đêm đó tức giận đến không ăn ăn với cơm. Kết quả căng tinh thần buông lỏng thỉ xuống, thân thể rất bại lâm hoa ngã bệnh, Yếu chút nữa đem phổi khụ ra, lão thái gia lại tự mình chiếu cố, đêm đó lại không được ngủ. Tiểu tôn tử hiểu chuyện rất. Lão thái gia nghĩ. Bệnh thành như vậy còn vẫn nhượng hắn hồi đi nghỉ ngơi, thế nào có thể nhịn hạ tâm đến. Mặc dù bệnh nặng một hồi, lâm hoa toàn bộ an tâm xuống. Cuối cùng đem lâm tiểu công tử theo cái kia nhưng sợ u ám chỗ cứu ra. Nàng ở một người một chỗ thời gian, thống thống khoái khoái khóc một hồi vì tiểu công tử cũng vì mình ai điếu tiểu công tử chết non còn có chính mình khôi hài tử vong cũng may nghĩ đến mẹ sẽ không thái thương tâm kiếp trước nàng có vô cùng nghiêm trọng bạo răng mẹ mỗi lần nhìn thấy nàng mặc đô một bộ hận không thể tử quá khứ biểu tình cùng nàng ra cửa nhất định phải cầu nàng mang khẩu trang nàng thích tiểu bằng hữu liền là bởi vì bọn họ cũng sẽ không đem nàng nhìn thành quái vật mẹ đem nàng nhìn thành quái vật nàng biết mặc kệ nàng trả giá nhiều hơn nữa lại hiếu thuận mẹ cho là mình che giấu rất khá kỳ thực chỉ là có lệ chỉ có ghét bỏ như vậy cũng tốt ta hòa mẹ đô giải thoát rồi khóc trống đến thoát lực sau khi nàng đau đầu mắt sưng được không mở ra được lòng buồn bực hụt hơi lại cảm thấy rất thoải mái được rồi được rồi tất cả cũng kết sau này ta chính là lâm hoa nàng nghĩ lâm tiểu công tử hội sống sót bởi vì ta hội sống sót nàng an tâm ngủ ngày hôm sau tỉnh lại phi thường thói quen muốn chết đương thằng nhóc đem nước tiểu hồ lấy tới đặc biệt muốn chết giới tính thay đổi thực sự là nhân sinh không thể tiếp nhận chi nhẹ nàng thật lo lắng cho một đời đô thói quen không được lão thái gia nếu hạ quyết tâm thực sự là ai cũng dao động không được Lăng là nhượng giảng thị non nửa năm đô không thấy được lâm hoa. Một thu mang một đông, lâm hoa đô đang liều mạng học bù. Đỉnh nhị ca lâm mậu ngạc nhiên không hiểu ánh mắt. Lâm mậu chỉ đại lâm hoa một tuổi, tứ thư ngũ kinh đã sớm niệm xong, hiện tại đang đọc sách sử các loại bổ sung tư liệu, hơn nữa học võ chút thành tựu, thô thông cưỡi ngựa bắn cung. Lâm hoa đâu, bị vây bài trừ mù chữ giai đoạn. Nửa năm này chỉ có tiến bộ đến không cần nhân nâng, có thể đi dạo xong tiểu viện tử sẽ không xuyển được quá lợi hại. Lâm Mậu tự đã thấy khí khái, Lâm Hoa còn đang cố gắng thoát ly cẩu bò thể. Không muốn lại so sánh, học bá VS học ra, đây là muốn bức tử ai. Cũng may Lâm Hoa bất là thật chính tuổi tiểu hài, tâm tính rất ôn hòa, nếu không tự tôn sớm vỡ thành tra tra. Lâm Mậu với nàng này tự tay cứu ra đường đệ có loại khác thường đồng tình, đặc biệt giúp nàng học bổ túc tay cầm tay giáo nàng viết chữ lâm hoa với hắn phi thường cảm kích chỉ có một chút lâm mậu luôn luôn thân thiết kêu nàng hoa ca nhi lâm hoa phiền muộn muốn thổ huyết thế nào nghe đều giống như là áo lóc thương hiệu cầu đổi cái xưng hô đáng tiếc lâm mậu luôn luôn dạy mãi không sửa lâm hoa chỉ có thể đem máu nỗ lực nuốt xuống bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 5 Ngủ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dù sao máu phun phun, cũng là phun thói quen Lâm mậu đãi nàng này đường đệ cũng thật là cú hảo Thẳng thắn nói, như thế đại lâm gia, lại chỉ có hai cùng thế hệ, còn kém chỉ có một tuổi Cho dù là đùa giỡn cãi nhau không ai nhường ai, cũng là ruột thịt thân đường huynh đệ Một đời nên giúp đỡ lẫn nhau bởi vì huyết thống lại thân thiết cũng không có nhưng từ lâm anh cho làm con thừa tự hậu, giảng thị đem lâm hoa đem được tử tử, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy. Tiểu nhi bệnh hay quên mau, mấy tháng liền mới lạ, huống chi lại cách 4 năm. Thật cho rằng đường đệ bệnh được liên môn cũng không thể ra đâu, thuần túy dùng dược treo mệnh. Ai biết gầy được còn lại một phen xương đường đệ triều hắn bi thương cầu cứu mệnh. Đại nhân không cho hắn biết bên trong rốt cuộc, nhưng Lâm Mậu là một chỉ số thông minh rất cao đứa nhỏ. Lâm Hoa dùng kia tay cẩu bò thể viết thực đơn, Lâm Đại Phu Nhân chân mày cũng không nhăn, còn dạng đại trù phòng muốn nghiêm cẩn làm tốt. Chỉ như nhau, mỗi bữa đều phải tống một chén củ cải canh. Khắc thái chưa chắc có thể ăn xong, thế nhưng chén kia củ cải canh Lâm Hoa nhất định đô hội ăn sạch sẽ. Củ cải phá dược tính. Trước đây hắn được một lần tiểu bệnh thương hàn, phụ thân nhìn phương thuốc lý có người xâm nhục quế liền sửa thỉnh cái đại phu. Phụ thân nói, trẻ nhỏ bẩm chất yếu đuối, không thích hợp nóng bổ. Lâm Mậu trong lòng mơ mơ hồ hồ có chút suy đoán. Mặc dù không đối với người nào đã nói, quay đầu đối Lâm Hoa lại càng bao dung. Kỳ thực hai đều có chút tiểu thói kiêu ngạo, Lâm Hoa tính tình càng nóng nảy. Đảng mỗi lần ngẫu có ma sát, Lâm Mậu luôn luôn hội trước tiên lui một bước, Lâm Hoa cũng sẽ cường tự kiềm chế tà hỏa loạn mạo tính tình, trái lại chung đụng được rất không lỗi, từ từ hòa hợp. Lâm Hoa thừa nhận, đại đa số thời gian đều là nàng cố tình gây sự. Đọc sách tập viết, này không có gì. Kiếp trước nàng đọc mười mấy năm thư, còn không phải là đem đại học niệm tốt nghiệp. Mặc dù cổ văn không phải là của nàng sở trường, đảng tiểu công tử trí nhớ hảo, nàng nại được tính tình, đây không tính là sự. Chân chính làm cho nàng bực bội chính là, thân thể thực sự là gầy yếu không chịu nổi, chỉ cần là theo mùa, ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày lớn một chút, phi cảm mạo một hồi không thể. Đường hô hấp trên một có vấn đề, cũng rất dễ dụ phát thở dốc. Hạ nhân nhất định sẽ khuyên nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, sau đó nàng chắc chắn sẽ giận tím mặt. Thậm chí có nhân dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn nàng, đô hội câu khởi nàng cuộn trào mãnh liệt tà hỏa. Sau này chính nàng cũng muốn hiểu, kỳ thực chính là sợ hãi. Sợ hãi ma ốm này nhãn đánh thực, nói không chừng cảm thấy vì tốt cho nàng, đem nàng giao cho trong tay giảng thị. Nàng rất muốn chứng minh kỳ thực thật không có vậy nghiêm trọng, thế nhưng thở dốc phát tác lúc chính là vậy nghiêm trọng. Thân thể không thoải mái, lo nghĩ bất an, nàng hoài nghi còn có bởi vì tính chuyển sinh ra nội tiết mất cân đối, các loại. Nói chung, tính tình của nàng rất không tốt. Thằng nhóc hầu hạ nàng không thích, nha đầu hầu hạ nàng càng ghét, chỉ có mấy thô sử bà tử nghe dùng ở lâm gia chúng chủ tử có ít nhân có thể nói là biệt cây một cách. Đảng phần này nôn nóng, ở đầu mùa đông chuyển vào lâm mậu sát vách tiểu viện giờ tí, kỳ thực đã bình tĩnh trở lại. Chỉ là vừa quay đầu, phát hiện ngay từ đầu bằng mặt không bằng lòng không đặc biệt coi nàng là hồi sự hạ nhân, hiện tại chịu khó lại hiểu chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người bọn họ, mỗi người liên hô hấp cũng không dám lớn tiếng chút, có thể nhiều an thuận liền có bao nhiêu an thuận. Thì ra là thế. Nhân thiện bị người lừa mã thiện bị người kỵ không chỉ là một câu tục ngữ. Nàng đầu hồi phát hiện đương công tử so với đương cô nương hảo. Nói ví dụ, tính khí táo bạo giận lên hội ném quyết đập nhân, nếu như là cái cô nương, vậy gọi là ngang ngược. Thế nhưng cái công tử, khi gọi là có một tính năng ngự hạ. Nàng tiếp tục phi thường có một tính. Từ đầu tới đuôi nàng cũng không muốn quá yêu cầu lâm lão thái gia lâm hoa cảm thấy lâm lão thái gia đã với nàng thật tốt quá nói khó nghe một chút lâm lão thái gia này cha chồng đoạt nhị nàng dâu sở hữu đứa nhỏ dù sao bên ngoài thượng giảng thị không có làm sai cái gì cho dù có lỗi cũng có thể đẩy nói là vô tri nàng rất cảm kích cũng không nghĩ thái phiền phức lão nhân gia dù sao hắn không phải về hưu ở nhà không có việc gì lâm lão thái gia còn có một đám đệ tử thường thường muốn đi cắt kể chuyện viện dạy học Lâm lão thái gia chẳng những là tiền phó tướng, còn là đại nho. Hiện tại giết gà dùng đao mổ trâu giúp nàng vỡ lòng đã là thiên đại phúc phận, nàng thân ca hòa đường ca lão thái gia cũng không nhúng tay đâu. Lâm Hoa cũng không biết lão thái gia cái gì đô nhìn ở trong mắt, rất là đau lòng nàng. Trong mắt hắn, này đáng thương tiểu tôn tử nhượng nhị nhi tức dưỡng phế đi hơn phân nữa, đô chín tuổi còn lớn hơn tự không nhìn được. Nói đến nói đi đô tự trách mình lập trường bất kiên định sớm nên thiên ra tự mình giáo dưỡng mới đối ai nhượng nhà hắn lão nhị không có trách nhiệm cảm tự bất bố già chi quá may mắn tiểu tôn tử phi thường thông minh suy một ra ba thiếu chút nữa sẽ trở ngại như thế hảo đọc sách mầm quả nhiên là bọn họ lâm gia con cháu chính là tính tình có chút hoại đảng nam hài tử tính tình hoại một chút cũng tốt thái mềm mại dễ bị kiềm chế này bất hắn còn chưa kịp bận tâm tiểu tôn tử đã đem một viện tử quản được ngay ngắn rõ ràng, triệt để bắt cùng hắn không mấy tháng hạ nhân. Sở hỷ huynh đệ bọn họ hòa thuận, đây đó tận có dung nhượng. Sống đến cái thanh này niên kỹ sở hy vọng cũng bất quá là huynh hữu đệ cung cả nhà hòa thuận vui vẻ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 6 Lục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com lão thái gia thay lâm hoa tranh thủ đến nửa năm an ổn đối với lâm hoa mà nói thực sự là mấu chốt nhất nửa năm nửa năm này nàng cuối cùng cũng thoát khỏi mù chữ hàng ở lâm mẫu gấp gáp đinh nhân một chọi một tăng mạnh phụ đạo hạ chữ của nàng cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể nhìn ít nhất từng chữ cũng có thể bị công nhận đảng chân chính khả quan chính là mặc dù là ở tối không thích hợp dưỡng bệnh thu đông nàng cũng khó tránh khỏi bị cảm mấy lần thở dốc lại không có phát tác được quá lợi hại trọng yếu nhất là, ở phi thường khoa học cân đối thực đơn hạ, Lâm Hoa cũng rất khoa học trường cao lên cân. Nàng cuối cùng thoát ly không chết quân đoàn, mặc dù còn là gầy giống như đem thân trúc, tổng so với lô que mạnh hơn nhiều. Mặt của nàng bàn đầy ấp một chút, dãy trước bệnh được diện mạo mơ hồ bộ dáng. Trước gầy thoát hình, mắt cơ hồ xông ra viền mắt, thoạt nhìn vừa đáng thương lại có điểm nhưng sợ. Hiện tại cuối cùng là được rồi, đứng ở lâm mậu bên người chân tướng hai huynh đệ. Người lâm gia tướng mạo hảo, đều là đi lịch sự nho nhã tuyến đường. Lâm mậu là tiểu bối lý nhìn xinh đẹp nhất, mặt mày như họa, lại sức sống mạnh mẽ như ánh sáng mặt trời. Lâm hoa sinh được không vậy hảo, nhưng là có thể nói thanh tú, chỉ là nội dung vật niên kỹ bày ở đằng kia, nhìn phong thái hình như tương đối khá. Người khác tán thưởng Xuân Lan thu cúc các thiện thắng tràng, Lâm Hoa hoàn toàn coi như khách khí nói tới nghe đường ca là nàng thấy qua xinh đẹp nhất nam hài tử, không có chi nhất, điểm này không thể dao động. Chính mình lâm tiểu công tử tướng mạo. Sĩ như biên bối, cười rộ lên đẹp rất, không có bạo răng. Cái khác ai quan tâm a à, hoặc nhìn không ghét là được. Nàng hoàn toàn đủ hài lòng. Người lâm gia miệng thực sự rất đơn giản, ở tại lâm phủ bảy, công chúa phủ ba, tổng cộng mới 10 miệng ăn. Lâm đại lão gia rất bận, nàng dưỡng ở lâm lão thái gia chỗ ấy lúc thấy qua mấy lần nàng cho rằng hội kiến đến giả chính kia loại há mồm súc sinh ngậm miệng nghiệp chướng nghiêm phụ vừa vặn vì đại lý tự khanh lâm đại lão gia nhân siêu ôn hòa hội sờ lâm mậu hòa lâm hoa đầu cười hội quan tâm hỏi công khóa hòa bắt đầu cuộc sống hàng ngày nguyên bản rất kinh ngạc suy nghĩ một chút lâm lão thái gia cũng là bình tĩnh lâm lão thái gia nhìn nghiêm túc kỳ thực cũng là từ phụ phương pháp cha con lưỡng thật giống lâm đại phu nhân của nàng thím là đương gia phu nhân ở chung lâu cũng cảm thấy này thím rất có ý tứ đặc biệt có chừng mực không chiếm nhân tiện nghi cũng không chịu làm cho người ta chiếm tiện nghi không muốn phát lạng hảo tâm cũng không muốn hại bất luận kẻ nào liền nhị phu nhân giản thị mắng nội dung liền biết nàng sâu hận đức quan công chúa lại đem đại phu nhân trở thành kẻ thù một mất một còn giản thị vẫn cảm thấy nàng có chí khó thân có tài nhưng không gặp thời đặc biệt muốn làm gia, cho nên hòa đại phu nhân tranh đấu được lợi hại. Nhưng lâm đại phu nhân lại hình như, giữ lại này để muội đùa ngoạn tự như. Đối giảng thị sở ra lâm hoa lại là nên làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, vẻ mặt ôn hòa, lâm mậu có nàng cũng có. Nàng thật tình cảm thấy lâm đại phu nhân rất dịu. Đến nỗi đức quan công chúa hòa tam thúc, thẳng đến đêm trừ tịch mới nhìn thấy. Sau đó, nàng sửng sốt nàng tam thúc thực sự là xuất ra đường chân trời, Mỹ được làm cho người ta không biết phải làm sao. Quả thực như là họa bên trong đi ra tới nhân, thực sự là tam thúc đã ra ai cùng tranh huy, bất luận kẻ nào bao gồm đẹp lâm mậu cùng nhau ảm đạm thành quể oải. Thái yêu nghiệt Lâm hoa thầm than Thảo nào muốn thượng chủ đâu, này đẳng Mỹ sắc chỉ có hoàng thất mới hưởng thụ được khởi. Kỳ thực công chúa cũng không lỗi, mộ dung hoàng thất nghe nói vẫn luôn là mỹ mạo bảo đảm lúc này không tuyệt mộ dung tiểu thụ là yên thái tổ nàng cũng muốn rối loạn thế nhưng đứng ở cướp tẩn quan huy tam thúc bên người sở hữu mỹ nhân đều là bi kịch mặc kệ thật tình thế nào tam thúc hòa công chúa hình như cá tính đô rất ôn mềm ít nhất nguyện ý làm mặt ngoài công phu công chúa điện hạ đô kiên trì người trong nghề lễ mà không phải quốc lễ một nhà hòa thuận vui vẻ ấm áp này đã thật tốt quá cùng nàng thân ca đứng chung một chỗ thật có một nhà ba người cảm giác có lẽ là tam thúc phu phụ hòa lâm anh khí chất đều là cái loại đó ấm áp như mùa xuân phong quan hệ lúc này tiện nghi cha đang cùng lâm anh nói chuyện tựa như một bá bá bàn thân thiết lâm hoa đối cũng là đầu hẹn gặp lại đến tiện nghi cha nhiều nhìn mấy lần tiện nghi cha chú ý tới nàng kinh ngạc hỏi đây là nhà ai đứa nhỏ trừ tịch thế nào không trở về nhà đoàn viên một mảnh tĩnh mịch. Châm rơi cũng có thể nghe thấy tiếng vang. Lâm lão thái gia mày gian cấp tốc dâng lên nổi giận lôi vân, Lâm Hoa quyết định thật nhanh mở miệng nói, không người lại, Hoa Nhi thấy qua phụ thân. Nhi đã lớn hảo, không còn nửa bệnh cốt rời ra, thảo nào phụ thân nhận không ra. Trời biết, nàng cũng không muốn cho này phong lưu được mau không nhớ được gia môn lái đi đâu tiện nghi cha giá cây thang, chỉ là tịnh không muốn làm cho ông nội khí ra điểm tốt xấu dù sao hôm nay là trừ tịch. Tiện nghi cha cười đến rất lúng túng, sợ biến toàn thân không tìm được có thể thưởng đồ chơi, liền đem trên tay nghe nói là cái gì thư pháp đại gia cây quạt tắt cho nàng. Nước đóng thành băng trừ tịch, ngươi vì sao muốn bắt cây quạt? Hơn nữa, còn thưởng cho ngươi mới 9 tuổi nhi tử. Này tiện nghi cha quả nhiên không đáng tin. Thế nhưng nàng sai rồi, càng không đáng tin còn đang hậu đầu. Tiện nghi nương áp trục gạch hái mặc kệ thế nào, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Lâm Hoa cung kính tiến lên hành lễ. Tiện nghi nương làm như không thấy sát bên người mà qua. Nàng vẽ mặt kinh ngạc vui mừng lại hai mắt đẫm lệ mông lung, a à anh. Ngươi tới nhìn nương. Lâm Hoa im lặng thở dài. Lão thái gia mày gian lại bắt đầu tụ lại nổi giận lôi điện. Chia sẻ coi được cố sự, thỉnh trực tiếp chia sẻ văn chương trang web nha, chớ đem văn chương phục chế thiếp đến hắn xử bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Thất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cho rằng này đốn cơm tất niên nhất định phải bị nổi giận lâm lão thái gia phiên bàn, ai cũng ăn không được. Sau đó lâm hoa liền kinh ngạc. Nàng kia tiện nghi cha cư nhiên đem gió bảo trừ khử vu vô, vô hình, mưa thuận gió hòa cuối cùng cũng minh bạch luật nhân kiềm chế bản thân đô thậm nghiêm lão thái gia vì sao đối tiện nghi cha không có cách nào. Quả nhiên lâm gia tổ tôn ba đời tất cả đều là hung tàn vô cùng học bá. E quy hòa ai quy song phá biểu. Ngay cả mình thân sinh tiểu nhi tử đô không nhận ra tiện nghi cha, tứ hai phá nghìn cân khuyên ở lão thái gia, đảo mắt mê lực tiện nghi nương, cuối cùng cũng nhượng tiện nghi nương chăm chú vào lâm anh trên người không động đậy trong mắt sữa chăm chú vào tiện nghi cha trên người không động đậy tiện nghi nương sống yên ổn, tất cả đều là nhân tinh trùng người lâm gia cũng lập tức dắt tay sáng tạo mỹ hảo gia đình bầu không khí, vui vẻ đón giao thừa. Chỉ có lâm hoa còn vượng chóng mặt, hơn nửa ngày hồi không được thần. Liên nàng như vậy tâm trí kiên định, nội dung vật kiên nghị quả cảm người trưởng thành đều nhanh bị tiện nghi cha chinh phục. Rõ ràng là cha nam, thế nhưng trước mặt liền không có biện pháp kết hắn làm sao bây giờ. Nói chung, tiện nghi cha nguyện ý thời gian, thật làm cho nhân như một gió xuân. Những lâm hoa hoài nghi có nạn độ rối loạn lưỡng cực tiện nghi nương lập tức bất dược mà dũ, toàn thân thấm mãn hồng phấn mật vị. Liên nàng thân ca lâm anh cũng không muốn, huống chi một cái tiểu ấm sắc thuốc. Càng làm cho lâm hoa không biết nên từ đâu châm chọc khởi, là nàng tiện nghi cha hoàn toàn xuất từ nội tâm, còn rất chân thành đối lâm hoa phổ cập khoa học, kỳ thực tiện nghi nương với nàng không có ý xấu, làm cho nàng thông cảm mẫu thân nỗi khổ trong lòng, chiếu đạo chi thủy cũng ba lạp ba lạp ba lạp mặc dù đối với này tiện nghi cha còn là rất mâu thuẫn thật là rất khó không bị thuyết phục đây chính là vô tri tạo thành bi kịch tiện nghi nương có ngun vàng không phải đảng nàng cũng không phải thành tâm hại con mình đừng ngốc ở lâm gia con nói giỏi nhiều quý báu a à, chỉ là tiện nghi nương đối nhân hảo biện pháp không đúng lộ mà thôi kiếp trước lâm hoa nếu không có tự mình chiếu cố sinh non nhi kinh nghiệm dám nói có thể so sánh tiện nghi nương làm tốt lắm sao? Suy nghĩ một chút nàng tiền thân mẹ ruột đi, còn không phải là thường thường bị bán dược quảng cáo, hoặc là thẳng tiêu cái gì khỏe mạnh thực phẩm mê hoặc, động một chút là muốn nàng hòa cháu trai các ăn loại này ăn cái loại đó khả nghi dược đỉnh, nếu không phải là nàng tính cách ngoan cường kiên định cự tuyệt, ai biết hội ăn ra cái gì mau bệnh. Nàng ông ngoại chính là bị phương thuốc cổ truyền làm lỡ tử. Gan bệnh trì đến phân nửa, Xuất viện ăn cái gì linh chi, có phải là thật hay không linh chi cũng không biết, linh chi đúng hay không chứng. Càng không biết a, à, kết quả chuyển biến xấu đến không thành tống y viện, khi đó cái gì cũng không kịp. Thế kỷ 21 cũng có loại này bi kịch, lại thế nào có thể trách móc nặng nề cổ đại một vị phụ nhân. Nàng cư nhiên bị không chịu trách nhiệm tiện nghi cha thuyết phục, sự thực này thực sự thái kinh sợ. Mặc dù không cam lòng, nàng còn là chiếu đại yên triều lễ nghi sớm tối thăm hầu trầm ngâm ở trong tình yêu tiện nghi nương cũng không phải vậy khó ở chung dịu dàng săn sóc được có chút nhiều lời có thể nhẫn đáng tiếc điều kiện bất thường mùa xuân ba tháng tiện nghi cha lại đêm không về doanh nàng thực sự không thể minh bạch này tiện nghi cha liều mạng hỏi thăm cuối cùng là lâm lão thái gia đem nàng nhéo đi loáng thoáng nói một trận sau đó từ trên xuống dưới cũng có điểm tin tức hợp lại khâu thấu Lâm Hoa chỉ nghĩ che mặt trên rỉ. Tiện nghi cha. Thật đúng là không phải ngựa đực. Hắn tra được phi thường muốn nổi bật, trình độ đại khái giống như là cổ long tiểu thuyết kia tiền giấy không hiểu kỳ diệu nam chính không sai biệt lắm. Không phải yêu nhân gia lão bà, chính là đem người mình yêu đưa cho huynh để kết nghĩa còn thống khổ không chịu nổi. Nếu không nữa thì đâu, yêu đến bao nuôi mấy năm, đột nhiên không thương, thu xếp đem yêu thiếp cả cùng người khác thu được hạnh phúc những điều như vậy. Quý quyển thật là loạn. Nàng quyết định sau này thấy tiện nghi cha vì cổ long cha. Cổ long cha hội ngoan ngoãn về nhà đãi mấy tháng, liền là bởi vì hắn vừa mới tự tay đem yêu thiếp xuất giá, dày vò tâm can khổ sở, trừ tịch đoàn viên phát hiện hắn còn có lão bà tiểu hài, lão bà còn là mỹ nữ. Nhất thời tinh thần trách nhiệm bạo bằng về nhà đưa người chồng tốt hảo ba ba. Thế nhưng tục ngữ nói, chân ái đốt bất tận, gió xuân thổi lại sinh thật có câu này sao mùa xuân ba tháng vạn vật sống lại đạp cái thanh còn là nhượng hắn bước ra chân ái tới phát hiện chân ái đương nhiên liền muốn toàn tâm cháy hòa trả giá sau đó hắn liền quên mình còn có lão bà đứa nhỏ trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy lâm tiểu công tử thực sự là thế gian thượng đáng thương nhất qua nhi thế nhưng rất nhanh nàng liền bắt đầu đáng thương chính mình còn tiếp giai đoạn chữ sai khó tránh khỏi xin chớ chú ý, xuất bản tình hình đặc biệt lúc ấy đi thêm chỉnh lý. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Bác Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cổ Long cha không có quên đi làm, lại đã quên lão bà đứa nhỏ, liên gia cũng không muốn. Mặc dù là bệnh cũ tái phát, còn là nhượng lâm lão thái gia khí bị bệnh cuối cùng tiều tụy lâm lão thái gia rút kinh nghiệm xương máu, đem lâm hoa gọi tới dấu dếm giáo dục một phen. Làm cho nàng chớ cùng cha nàng học được chân ái đếm không hết. Lâm hoa tức giận, thế nhưng nàng cũng có thể thể hội lâm lão thái gia không có sớm bài chính nàng kia cổ long cha đau, nàng nhẫn. Ai biết, không bao lâu, nàng bác cả lâm đại lão gia cũng đem nàng gọi tới, quan tâm, phi thường ngưng trọng nói cho nàng, thiếu niên háo sắc như quát cốt hút tủy, vu thọ nguyên tai hại nói đơn giản chính là, chớ học cha ngươi hội đoản mệnh. Lâm Hoa khí sạc, đảng nàng cũng biết bác cả là vì tốt cho nàng, nàng nhịn nữa. Sau đó Lâm Đại Phu Nhân. Lâm Mậu. Liên nàng thân ca, đã qua kế cấp công chúa Lâm Anh cũng không tránh hiềm nghi đặc biệt đến giáo dục nàng một trận. Nàng thực sự không thể nhịn được nữa một lần nữa nhịn nữa. Mau đem mình nhẫn nổ tung. Tuy nói nàng minh bạch đây chỉ là người nhà lo lắng, sợ hãi tử tiếu phụ lại ra cái đa tình hạt giống. Nàng sẽ không đối khuyên bảo của nàng trưởng bối sinh khí, thế nhưng nàng đối cái kia cổ long cha thực sự là hận đến ước gì thế cốt còn phụ. Nàng chỉ có thể trở lại đấm gối một vạn biến. Do không cần thiết khí, ngày hôm sau nàng trong viện là hơn mấy bao cát. Sau đó đem bao cát tưởng tượng thành cổ long cha, mỗi ngày đấm thượng mấy vạn biến. Như thế ngoài ý muốn đem kiếp trước quyền anh lượng về. Phát tiếp tức giận sau khi, nguyên bản rách nát thân thể cũng dần dần chuyển tốt. Ngoài ý muốn chi hỉ. Kiếp trước thân thế của nàng rất bình thường, đại học niệm chính là máy móc hệ, đi làm trực tiếp ngoạn công nghệ cao máy tiện. Kiếp này vĩnh viễn chưa dùng tới. Nàng cả đời lớn nhất hối hận chính là bảo răng, vì thiếu niên này ngay tình yêu thượng ngã một đại giao thiếu chút nữa ngã tử. Sở dĩ hội phi thường cố chấp vu giảm béo tập thể dục bạo răng là hết thuốc chữa, tốt người vẫn là có thể dựa vào ngày mốt nỗ lực. Đầu hồi lĩnh đến tiền lương chuyện làm thứ nhất chính là báo danh phòng tập thể thao, sau đó duy trì hai ngày đi một hồi tần suất. Lúc ấy có dưỡng khí vận động phi thường lưu hành, nàng học có dưỡng khí quyền anh liền như thế vẫn học xuống. Như vậy nỗ lực làm cho nàng mang độc thuộc lòng che hậu, cũng giành được cái một nửa mỹ nhân danh hiệu. Khi đó thật đúng là nửa thiên sứ khuôn mặt, khẩu trang hậu, hết thảy ma quỷ vóc người. Học gần 10 năm có dưỡng khí quyền anh, trừ bao các lại cũng không đánh quá những vật khác. Không nghĩ đến ở Đại Yên Triều đi học trở lại 2 tháng, lập tức đánh thượng bao các ngoại gì đó. Nàng ruột thịt biểu ca, giảng thị cháu ruột mắt, chế tạo một hoàng mỹ đơn độc mắt gấu mèo. Vì vì cái này cái gọi là biểu ca cư nhiên thừa dịp bốn bề vắng lặng đùa giỡn nàng. Đầu tiên, hắn đùa giỡn chính là Lâm Tiểu Công Tử, hắn thân biểu đệ, Mười tuổi tiểu nam sinh. tặc tay còn theo rộng lớn cổ tay áo với vào đến. Thật là buồn nôn nhân. Bất đánh hắn đánh ai? Lúc này liền hiện ra có huynh đệ chỗ tốt. Ngoan đánh mấy cái khí lực không tốt, suýt nữa bị đánh, Lâm Mậu vừa vặn tới tìm hắn, vừa nhìn còn phải, lập tức thêm vào chiến đoàn, đem cái kia 15 tuổi đại giảng gia thất công tử đánh thành đầu heo. Nếu không phải bị hạ nhân giá khai, Lâm Hoa còn muốn phế đi hắn đâu giảng gia đâu chịu, lập tức đến thảo thuyết pháp. Đại Yên Triều kỳ thực không có cái gì không tốt, chỉ là mọi người đều thái muốn mặt. Nếu như Lâm Hoa dám nói biểu huynh dâm loạn hắn, thanh danh liền bị thương, đại bộ phận nhân đô hội nén giận. Đảng Lâm Hoa cũng không phải là đại bộ phận nhân. Nghe nói giảng thất công tử là tới nhìn bác. Vừa mới ai một trận bàn tay Lâm Hoa khí định thần nhàn, hắn chính là khinh bạc biểu đệ đến ra hiệu ta lâm gia con cháu há là luyến đồng. Hai nhà vỡ tổ. Giảng gia sản nhiên không chịu thừa nhận, lâm gia kinh ngạc nổi giận, hai nhà cuối cùng ra về chẳng vui. Lâm hoa hội như vậy quên đi sao? Đâu khả năng. Đã bị lớn như thế nhục, vốn có đánh thượng một trận lại nói lời xin lỗi, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng thì thôi. Kết quả giảng gia còn tạo áp lực nhượng tiện nghi nương gọi nàng cúi đầu. Nghĩ đến Mỹ. Loại này nhân ra tuyệt đối không phải chỉ đối Lâm tiểu công tử như vậy, biến thái nhất định có tiền án tiền sự. Có quan hệ không cần là Vương Bác đảng, Lôi Đồng Dạng đã trúng bàn tay Lâm Mẫu bái phỏng công chúa phủ. Đức quan công chúa cũng là nàng thím, nghe nói hoàng gia nhân đặc biệt bao che khuyết điểm. Bất ra bán nguyệt, giảng thất công tử xuồng xã tiểu quan nhi bị vây quan. Cầm thú a, cái này giảng gia nhưng đại đại nổi danh. Giảng thất công tử kiếp này xem như là phá hủy lâm lão thái gia hậu biết hậu giác che thái dương trành lâm hoa thật lâu lâm hoa lại bình tĩnh uống trà phi thường lẽ thẳng khí hùng điểm này niên kỷ liền biết lợi dụng hoàng gia thế lực theo dõi đào hầm này thực sự được không cha không đáng tin gia gia hòa bác cả còn là rất tin cậy a à, cũng đã cấp giảng gia đào hầm chuẩn bị nhượng giảng mọi nhà chủ tài trái đại té ngã Người đứa nhỏ này thế nào không thể chờ một chút đâu lão thái gia bất che thái dương sửa che trái tim. Lâm Hoa bất bình tĩnh, ấy nấy quan tâm hỏi, ông nội, ngươi có khỏe không? Hắn rất muốn trả lời, đương nhiên không tốt. Nhưng nhìn tiểu tôn tử vẻ mặt đáng thương, tâm lại mềm nhũng. Lâm Hoa còn là tao dũa cho một trận. Lão Thái Gia nhìn ngoan ngoãn nghe huống tiểu tôn tử còn là nảy lên một trận vô lực. Quảng giáo lão nhị không có kết quả bóng ma trong lòng diện tích lại làm lớn ra, Thế là vừa mới niệm xong tam tự kinh đẳng vỡ lòng tài liệu dạy học, thoát ly mù chữ chưa lâu lâm hoa, bị nhét vào lấy nghiêm giáo cần quản trứ danh lâm thị tộc học. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Cửu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm mậu lệ khí đầy đủ dẫn tú sĩ giáp ban các bạn cùng học đi nhanh, một mặt đi một mặt quyển tay áo. Nghe nói tú sĩ ớt ban thằng khốn lại chạy đi vỡ lòng ban bắt nạt nhà bọn họ hoa ca nhi. Khi hắn này ca là bày biện A, lâm gia cũng không chết hết. Đương ngoại tộc tạp họ có thể tùy tiện bắt nạt nhà bọn họ nhân. Lần này dù cho quỳ từ đường cũng tuyệt đối muốn cấp này đàn thằng khốn cả đời khó quên giáo huấn. Kết quả ở cửa liền gặp được quần áo bị xả loạn lâm hoa, búi tóc cũng bị trảo tán, cây trâm không biết đâu đi, tán loạn phân nửa tóc dài đuôi mắt lau khối ứ thanh, khóe miệng cũng phá vỡ. Rất nhếch nhác, lại có luồng mất trật tự điên tán mỹ. Ngay cả như vậy, như trước cao ngạo lành lạnh, mang theo luồng mãnh liệt cấm dục hơi thở. Hoa ca nhi. Lâm mậu giận quá, ngươi thế nào? Cao ngạo lành lạnh cấm dục thiếu niên khuôn mặt lập tức băng một tiểu khối. Cầu không muốn gọi này thương hiệu danh. Lâm hoa khóe miệng co quắp hạ trước hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì đi. Hắn nhượng ra cửa động, liếc mắt một cái là có thể trông thấy trong viện xếp thành một đống trên rỉ mắt trợn trắng hôn mê tám kẻ đáng thương. Lâm mậu hai má cũng theo rút mấy cái. Một đánh tám. Này chiến lực. Ai có thể nghĩ đến hai năm trước mới vừa vào tộc học lúc ấy, Lâm Hoa cùng người một mình đấu đều bị đánh oai, lúc này lại không hạ lữ bố đâu. Không thể chờ ngươi ca ta nơi đến lý sao. Lâm Mậu rất muốn phân rõ phải trái, chỉ là Thái Dương thẳng nhảy, cùng ngươi nói quá nhiều thiếu hồi, pháp bất trách chúng. Ngươi một người đem nhân gia tám toàn đánh, gia trưởng chẳng phải chỉ cáo ngươi một. Nếu như kéo bè kéo lũ đánh nhau vậy được tự nhận xui xẻo, chính mình về nhà thoa thuốc. Vì sao tổng tôn sùng đơn giản thô bạo? Lâm Hoa nhã nhặn khụ hai tiếng, hẳn là nghiệm không thương. Lâm Mậu lão tới cứu binh cùng trường đô vọt vào, đảo đầy đất nhân chật chật xưng kỳ, ô nha, hoa ca nhi, thật làm cho ngươi luyện thành ha. Thật thật đánh chết nghiệm không thương. Lành lạnh cấm dục thiếu niên vi hơi lộ ra rụt rè cười nhạt, thiếu niên ca hắn che thái dương, bi thương phát hiện khó trách hắn gia gia không có việc gì liền đau nửa đầu. Nhà hắn nội tích thanh tú đệ đệ chỉ có một bệnh công tử gia, dưới lại là đỉnh nhận tội thay tàn lực sĩ. Lâm gia tộc học kỳ thực đỉnh đỉnh có tiếng, quy mô không thể so bình thường thư viện tiểu, thầy giáo phi thường tinh thực. Thế nhưng Lâm gia, ngươi hiểu, toàn bộ gia tộc đô điểm ở trí tuệ thượng, sinh con xuất phi thường thảm đạm. Lâm lão thái gia này phòng con một mấy đời mấy đời, có tam nhi tử cũng đã xem như là làm rạng rỡ tổ tông, Lâm thị gia tộc cùng Lâm lão thái gia này phòng huyết thống gần đây, được ngược dòng đến cùng cái thiên ông nội. Cái gì là thiên ông nội đâu? Thiên ông nội chính là cao tổ phụ cha hắn, cao tổ phụ chính là cụ ông cha hắn, cụ ông chính là ông nội cha hắn. Không nên nhìn quan hệ như thế xa, kỳ thực đồng tông còn là rất chặt chẽ, cùng nhau thờ phụng tộc học. Bất chặt chẽ cũng không được, cùng cái thiên ông nội còn có tương tự bi thảm sinh con suất, chỉ có thể nói con cháu quá thông minh liền hội thiên đố chi. Cho nên đâu, tộc học Lý Lâm gia con cháu kham kham chỉ túc một phần năm, cái khác đều là quan hệ thông gia bạn cũ nghĩ hết biện pháp nhét vào đến. Thi vào môn thử, sau đó mới miễn miễn cưỡng cưỡng thu. Ở loại này bối cảnh hạ, khó tránh khỏi lại xuất hiện rất nhiều tiểu đoàn thể, cũng sẽ có rất nhiều tiểu ma sát, vườn trường bá lăng đâu, đó cũng là cổ kim một lấy quán chi, đừng nghĩ giảm đi. Lâm Hoa 9 tuổi mới vỡ lòng, 10 tuổi nhập tộc học thượng vỡ lòng ban. Ở này đó đại biểu đại yên triều thanh quý thư hương nhất mạch con cháu trung hoàn toàn làm người ta ghé mắt hơn nữa mọi người đều là thi vào, bằng cái gì ngươi là đi cửa sau tắt vào. Cùng một đám ngủ đến 7 tuổi đứa nhỏ ngồi cùng một chỗ còn học được không ai gia hảo, ngươi có mặt ngồi. Tối trọng yếu nhất là, mới vừa vào học lâm hoa rất gầy, có nhược liễu phù phong thái độ. Không biết là ăn quá nhiều đại bù lại là gì duyên cớ, nàng liều mạng trường vóc dáng, sức ăn đã không nhỏ, kiếp này lại không biết vì sao kêu trẻ sơ sinh phì, bảo mang quấn eo thon, nếu không thắng y vu là có người ầm truyền lâm hoa chính là nữ giả nam trang. Cốt mã dễ cùi lâm gia con cháu, đi cửa sau, nữ giả nam trang, học ra, không biết ở ngạo cái gì. Lâm hoa mới vào tộc học liền thu thập đầy đủ hết sở hữu bị bá lăng giả điều kiện tốt nhất yếu tố. Ngày hôm trước bị học trưởng cắt ngăn ở nhà xí, ồn ào muốn chứng thực lâm hoa rốt cuộc là không phải tiểu nương tử. Kết quả như trên thuật, lâm hoa trưởng thành rất nhanh quyền anh ở cao thủ võ lâm trước mặt chỉ có thể ăn đất thế nhưng ở chỉ hội động tác võ thuật đẹp cùng trường học trưởng trước mặt đổi cùng trường hòa học trưởng ăn đất nhưng nhượng lâm lão thái gia hòa lâm mậu che thái dương đau cũng không phải đánh nhau đừng nói quan văn bất đánh nhau đừng làm rộn tranh đến đỏ mặt tía tai lấy hốt bản hổ trừ cũng không phải là không có a à. muốn tạo điểm quen thuộc loại này bầu không khí đi học thời đại luyện tay một chút không tính gì chân chính nghiêng đầu đau chính là công khóa đã phi thường mãn, một ngày ngủ không đến 4 canh giờ lâm hoa, ngạnh chọn môn học y khoa. Tộc học y khoa hình phu tử thật sự là lương y, chân chính có thực học. Nhưng là học sinh của hắn rất ít. Hình phu tử bởi vì hứng thú duyên cớ, kiêm nhiệm khám nghiệm tử thi. Cho dù là chọn môn học sinh, hắn cũng sẽ mang theo đi coi thi thể cái gì, sợ thi thể hắn sẽ không thu. Hình phu tử mấy lần đều muốn đem lâm hoa thu làm đệ tử sau cùng, còn là chính nàng khéo léo từ chối lâm hoa chững chạc đàng hoàng cùng lâm mậu giải thích vốn có nàng muốn học điểm huyệt đáng tiếc không có nhân hội nhưng hình phu tử biết rõ sở hữu muốn hại hòa cố nài hại tổng kết ra một bộ đem nhân đánh vô cùng thống khổ lại không thương gân động cốt con đường hai năm qua luyện được chút thành tựu đánh người vu vô hình đô đánh bất tỉnh còn tìm không được ứ thanh Hiện tại Lâm Hoa hòa hình phu tử cộng đồng nghiên cứu phát triển trong truyền thuyết Vân Cân Thác cốt Tây. Sở dĩ muốn nghiên cứu này là bởi vì các ngang người khác ra tay hoặc chân liền kết làm tử thù, phá phá thêm chốt còn có thể hồi phục, chẳng qua là tiểu đánh tiểu náo. Thế nhưng hai giả thống khổ kỳ thực không sai biệt lắm. Lâm Hoa chuyên nghiệp bạo lực vu vô hình 200 năm, Lão Thái Gia Hòa Lâm Mậu thế nào có thể không nghiêng đầu đau. Duy nhất ủng hộ ca ngợi chỉ có nàng bác cả nghe nói trộm học lén điểm, chuyên môn ở triều đình quần ẩu đương thời âm tay. Vì thế còn đặc biệt đưa hai sừng tê giác chén cho nàng, hẳn là phi thường hữu dụng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Thập Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm Hoa ngay từ đầu cũng không muốn hướng bạo lực lô ly. Bạo lực chính thái con đường rảo bước tiến lên nàng chân chính tính toán là, vội vàng thoát ly mù chữ hàng, thành thành thật thật niệm mấy năm thư, tận lực ở 30 tuổi trước thi đậu tú tài, sau đó khai phá nhìn nhìn có hay không cái gì sở trường. Tốt nhất là cầm kỳ thư họa các loại thoạt nhìn rất văn nhã cao thượng tài hoa. Lâm thị gia tộc phổ biến cao chỉ số thông minh, đảng lâm hoa bội phục nhất một điểm chính là ánh mắt phi thường lâu dài. Gia tộc tài nguyên phần phối hợp lý, cũng không phải tráng tức tim chỉ nghĩ hướng con đường làm quan chui. Tổng không phải hội đọc sách liền trời sinh hội làm quan. Lão thái gia này phòng sở Dĩ Đô ở con đường làm quan thành công liền, là bởi vì vừa vặn cha con đều là này khối tài liệu. Cái khác không thích hợp, đương đại nho, dạy học, đương đại phu. Toàn bộ cũng có thể, chỉ là hội đóng gói được phá lệ cao quý nho nhã. Dù cho tác không được chuyện đứng đắn đi, cũng thành chỉ cần cầm kỳ thư họa loại có sở trường, cũng có thể vì gia tộc cống hiến trở thành danh sĩ. Nếu như ngay cả này đó cũng không được, chỉ yêu ăn nhậu chơi bời, chỉ cần bất chạm đến điểm mấu chốt, cũng có thể đóng gói thành cuồng sĩ. Nói chung ngươi dù cho hoàng khố cũng cho ta hoàng khố cái từng đạo ra, cần phải cấp gia tộc hữu hình vô hình tài sản thêm gạch thêm nói. Lâm Hoa cảm thấy dù cho hỗn bất thượng cuồng sĩ, nàng còn có thể vì trong nhà quản quản công việc vặt đảng này tất cả tiền đề, chính là ít nhất thi cái tú tài, lâm gia cũng không có bạch thân loại này sinh vật. Cho nên nàng thật tình muốn nỗ lực dụng công, đem lâm tiểu công tử trước chỗ trống mấy năm bổ khởi đến. Đáng tiếc nàng nghĩ đến rất tốt, sự thực lại rất nghiêm khắc. Nàng muốn làm người tốt, đáng tiếc tiểu hỗn đảng các không đồng ý. Ngay từ đầu, nàng là bị đánh kia một. Không có biện pháp, lâm tiểu công tử thân thể thực sự là quá yếu, hơn nữa nàng thực sự không có đánh quá giá. Thế nhưng theo kinh nghiệm tích lũy, hợp lý dinh dưỡng cùng vận động điều phối, còn có không biết vì sao trước thời gian đến đây thời kỳ trưởng thành, cộng thêm nàng bao che khuyết điểm nhị ca cùng nhị ca khoái trá khỏa bản các. Của nàng ưu thế không mấy tháng liền tạo dựng lên. Thế nhưng đem nhân đánh cho răng rơi đầy đất cũng rất khổ não, không nói tiên sinh hội phạt, lão bị người hướng trong nhà cáo trạng tránh không được cũng phải ăn ăn gia pháp cùng hình phu tử học y cũng là ngoài ý muốn. Lâm gia tộc học đủ nhiều tạp học có thể chọn môn học, y khoa nhưng xem như là đại hấp dẫn. Bất cầu bắt mạch khai căng, ít nhất có thể nhìn một cái đại phu cấp khai phương thuốc thỏa không ổn, đây là sĩ phu các trang bức quan trọng kỹ năng chi nhất. Lâm Hoa sẽ chọn hình phu tử, liền là bởi vì hình phu tử học sinh ít nhất, cái khác đại phu đô vây đầy người. Sau đó nàng liền mở rộng ra tầm mắt không nghĩ đến nàng xuyên việt đến đại yên triều lại có cơ hội tiếp xúc được giải phẫu khóa ơ à kìa nếu không phải là nàng tiếng anh hoàng bại nàng nguyên bản đệ nhất chí nguyện là đương ngoại khoa đại phu a mặc dù cũng không có thể học ra điểm cái gì hình phu tử với nàng gan lớn trái lại rất thưởng thức chỉ điểm nàng một ít đánh nhau yếu điểm lâm hoa hoài nghi hình phu tử có lẽ là gì người trong võ lâm chỉ là hình phu tử vẫn luôn không chịu thừa nhận nàng cũng không sâu hỏi mặc dù có chút không nói gì đãng hai năm qua nàng trừ thoát khỏi mù chữ hàng học được tốt nhất chính là đánh người nghiệm không thương cẩn thận suy nghĩ một chút trừ sẽ không bị phạt thật là có điểm vô dụng bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video